quick. Hey, get you. Nguy hiểm, ở trong này nó nhiều dây điện các bạn nhá. Các bạn thấy ở trên cao dây điện rất nhiều. Đây đang vướng một chiếc xe kia không đi được rồi. Bây giờ phải đi tìm chủ ô tô ở đâu các bạn nhé. Và vì chủ chiếc xe ô tô này đang ở trong làng. Đây, hiện tại đang vướng chiếc xe đây các bạn nhé. Ngày hôm nay chiếc máy xúc chúng ta đi vào trong cái thôn xóm trong này để múc cái công trình trong làng các bạn nhé. À, các bạn thấy chiếc xe ô tô này ở bên trong nội thất của nó khá là cổ kính. Hướng chiếc xe thì không đi được. À, chiếc máy xúc chúng ta lại phải quay đầu các bạn nhé. Bây giờ phải lùi ra rất xa. Nói là bác tài xế rất cay vụ này nhá. Chiếc xe ô tô để giữa đường mà không biết là chủ ở đâu, không để lại số điện thoại.
lại luôn. Chiếc xe ô tô này thì thường là đã hết niên hạn rồi các bạn nhé. Trời vừa mới mưa rất to các bạn nhá. Bây giờ các bạn phải thấy trời vẫn còn rất đen. Đấy rồi, giờ các bạn có thể thấy ở đây là có xuất hiện chiếc xe cầu lông siêu khủng. Hôm nay chúng ta lại gặp lại bác tài xế. Và để cho máy xúc này xuống đã. Ở cái chỗ đường kia vừa lấy kìa. Tí quay ra đấy cũng được. Không, nhưng mà đi đường này cũng dễ đi mà. Vừa lấy là mình mất công mình lùi. Bây giờ là pha xuống bèn vô cùng là đẹp mắt các bạn nhé.
Và giờ là sự xuất hiện của chiếc xe công nông tự chế siêu to khổng lồ bạn nhá. Đấy, con xe quá là chất. Các bạn này thấy chiếc xe này rất khủng nhá. Quả lốp sau là lốp đôi. Jeep 2 tầng. Đó là trông nó cấu hình rất ghê. Con này 3 khối các bạn nhá.